Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh đào tạo pha chế nguyên vị. Hôm nay tiến xin được chia sẻ với mọi người cách làm sinh tố bơ. Sinh tố bơ là một đồ uống rất giàu dinh dưỡng, được nhiều người yêu thích và không thể thiếu tại các quán cà phê. Và để thực hiện món đồ uống này, dụng cụ và nguyên liệu gồm có máy xay sinh tố công nghiệp, 50ml sữa đặc, 30ml sữa tươi, 10ml đường nước và 10ml vích bơ từ 130g đến 150g. Lưu ý khi mua bơ về, đến một độ chín nhất định thì các bạn nên làm và cấp đông ở nhiệt độ âm 18 độ C. Và sau đây chúng ta cùng thực hiện món đồ uống này. Đầu tiên, các bạn cho 50ml sữa đặc. Sau đó các bạn cho 30ml sữa tươi, 10ml đường nước, 10ml vích. Các bạn bật máy xay lên và bấm nút pha đá. Sau đó các bạn bấm vào chế độ xay nhanh. Từ 45 giây đến 1 phút. Khi sinh tố bơ thật sánh và nhuyễn thì các bạn đổ ra cốc. Vậy là vừa rồi Tiến vừa thực hiện xong món đồ uống sinh tố bơ. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào xin hãy comment bên dưới để được đội ngũ nguyên vị tư vấn và hỗ trợ. Và nếu các bạn thấy video này hay hãy like và chia sẻ. Đồng thời đừng quên theo dõi kênh YouTube của Trung tâm Nguyên vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.